Chắc dưới này là được ta. Trời ơi 68 luôn chú anh chị. Cái này đang nằm trong chậu à. Chậu 7. Chậu 8. 7 rưỡi. Này cô chú nghe em quay cái siêu bông bình lợi em bán bao giống không chú anh chị? Dạ. Xin kính chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh nha. Trời cô chú ơi, hôm nay thì bên vườn của chị Ngân tiếp tục lên một số cái mặt hàng để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Trời đầu tiên á, cô chú thì em thấy có một cây siêu bông Sài Gòn rất là đẹp cô chú nha, đang chờ cô chú anh chị mình ha. Trước tiên là em sẽ giao lưu với chị Ngân trước nha. Rồi em chào chị nha. Rồi em xin chào chị, rồi em xin chào tất cả quý cô chú anh chị bây giờ cả nước nha. Hôm nay em quay trở lại clip và em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trong thời gian qua ha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn em nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 hôm nay lên là mã số 1 đây cô chú anh chị ơi. Một cây siêu bông Sài Gòn, cây này về mình lấy bo, mình lấy bo xong mình chơi tết bình thường nha chú chị. Một cây nhắn bay luôn ha. Đây cô chú nè, cái bông bự lắm, cái mặt hoa chị nở 3 ngày nay tàn. Quá trời bự luôn ha. Cái này tầm khoảng chừng 7 xăng nha cô chú. 7 đến 7,5 xăng. Chú hàng em bán lại bao chữ giống nha cô chú anh chị. Nốt nụ quá chừng luôn cô chú. Nè. Một mắt lá là một cái nụ luôn cô chú mình để ý nha. Nó một mắt lá là một cái nụ luôn nè. Nụ nhiều dữ ta. Bao chữ giống của chú. Cái này lấy bo chơi tết là bao phê luôn chị ha. Trời ơi quá trời. Nè, dạch lên vậy cô chú nó. Một mắt lá một nụ. Có cái bo này gấp trước nè, nó hơi bị khằn nè. Lên làm nụ quá trời. Ừ, quá trời nụ luôn nè. Còn mấy bo này nó đang sung lên đi thượt. Chuẩn bị để cắt á, nó phượt ha. Trời ơi cái này. Trời ơi chị. Đế đẹp không? Đó, cái đế nè. Cái đế cưng quá trời ta. Dán bay nha chú chị, cái này dán bay ha. Đế quái nè. Cái đế cưng ghê trời. Uống nụ luôn. Ừ. Đều hết ha. Rồi, mình đo thông số. 24 là quanh thân. Dạ. Ừ, nguyên vòng luôn. Cây này không có khuyết điểm luôn chú anh chị. 45 là cái quỳnh của đặc. Tổng đế luôn. Là được 92. Rồi. Cái này đẹp ha. Đẹp. Bông có duyên quá. Bông chuẩn với ông bông luôn, bông trẻ. Rồi. Chiều cao là 62. Tán đo hơi hơi thôi chứ đo thẳng chắc mất rưỡi luôn. Đo hơi hơi thôi. À, lấy 90 chú anh chị ơi, chứ thẳng khác gì là được mất rưỡi á. Rồi, cây mã số 1 tên này em vô lưu ý giá là 3.900.000 nha. Cô chú anh chị mà ở khu vực miền Tây á, là em giao xe trong ngày nhận được nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị mình tham khảo. Hàng này là em bao chữ giống Sài Gòn cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi, xuống cây luôn cô chú anh chị. Có 2T nha cô chú anh chị ơi. 2T luôn cô chú anh chị ơi. Một cây siêu bông Sài Gòn nha. Quái không chú anh chị, cái hàng này mình chơi nha. Tết nè. Nụ quá trời luôn, mình lấy bo chơi Tết bình thường nha chú anh chị. Rồi. Cái này đẹp, đẹp không? Đẹp không? Lùng quá, ngồi xuống luôn. Clip lên cây nhỏ hay không đó, chị còn để rinh ha. Hoành thân là được 14 đúc. Cũng được là 46. Rồi. Chiều cao là 50. Tán ngang là 52. Rồi, cái này vô lưu ý giá là 620.000. Bao ship luôn chú chị ơi. Rồi, cây siêu bông Sài Gòn, bao chuẩn giống. Bao ship đó cô chú. Rồi, mình tham khảo giúp em nha. 3T cô chú. 3T luôn. 3T luôn, một siêu bông Sài Gòn luôn. Siêu bông Sài Gòn. Này cũng đốt cũng nút nụ chị ngon quá trời cái dạng nút nụ. Nút nụ ha, để kiểm tra nút nụ nha cô chú. Cho hàng chơi Tết được không chú chị? Ok, nút nụ nè. Kỳ để quá lần về mình sang chỗ đẹp cái là mình chỗ dễ là mình chơi Tết. Dạ. Mình thắng đây là được 18. Dạ rồi. Tổng mình củ đế của nó 62. Rồi. Chiều cao đo thì nó đi được 62 luôn. Tán ngang là 59. Rồi cái này giao với giá là 720.000 bao ship luôn. Rồi cô chú mình tham khảo nha mã này ha. 5T nè. 5T cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn luôn cô chú anh chị. Cái củ đế cưng quá nè. Cưng cưng ổng chứ. Ừ, trời ổng mới cưng nha. Đẹp nè. Gì 81 gì cha. Nó ngược rồi. Ôi ơi 81 hết hồn. Nó hỏi ngược cái gì á. Nó lộn sao nha. 18 hết ông nội tới luôn bỏ qua mắt rồi. Cao là 59. Bình thân là được 18 chú chị, bình cũ nó được 27 đúng. Rồi. Tán ngang là 45. Nụ này cô chú thấy cưng nha. Nụ này giao lưu giá là 620.000 luôn ạ. Dạ 620 cái mã này bao ship nha cô chú, đặc biệt là cô chú mình nhìn nụ nè. Rất là nhiều nụ nha. Rồi cô chú tham khảo nha. Số tiếp theo luôn cô chú anh chị mã số 6T nha. 6T là một cái cúc thọ hương luôn cô chú ơi, cây ghép quá trời già mùa cho mình luôn nha. Nút nụ bao hàng nút nụ ha. Bao nút nụ luôn. Đây, nụ nè cô chú, nụ gì ha. Nụ ơi là nụ luôn. Quá đã luôn cô chú. Quên vòng luôn.
này xuống lá một cái là đẹp xa chị Ngân ơi. Rồi. Rồi nó có bông gió kìa, đẹp quá chừng luôn kìa chị Ngân. Bông gió lớn á. Bự ghê ta. Nói chung là hàng này 6 mùa bông lớn lắm nha chú anh chị. Cây càng vào mùa thì bông càng bự luôn chú anh chị. Cô chú cái mặt hoa của cúc sọ hương nè ha, không có lẫn lộn. Cúc ghép của nó là chị Ngân. Cúc ghép của nó bự ghê chị Ngân. Dạ. Thử rồi. Thế là được tới 12 lận. Nhướng luôn rồi. Quảnh này được 29 đúc. Quảnh 29 luôn cô chú ơi. Chiều cao là 1m6 chú anh chị ơi. Dạ. Sáng ngang nãy em đo là được 1m5 thôi, tới 1m5 thôi. Tại lùng quá đo không tới. Trời rồi cây này hôm nay em muốn giao lưu em để giá sát giá luôn. 7.900.000. Giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha cô chú anh chị. Dạ 7.9 cho cái mã này cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Cây đó tới nơi rồi bán cây này sát giá luôn. 7.900.000 bao ship luôn. Nút nụ ok ha cô chú. Quá trời nút nụ luôn nha. Cô chú mình tham khảo giúp em nha. Đó. Rồi cô chú ơi. Mã này là mã số 6T ha cô chú anh chị. Số tiếp theo cô chú anh chị mã số 7T bên vườn của chị Ngân, một siêu phẩm nha. Siêu bông mình lại luôn cô chú anh chị. Gốc to ha. Hoành mập của chú anh chị ơi. Trời ơi nó bự như bằng cái mình của bạn. Cái này mình chơi tương lai được nha cô chú anh chị. Mình chơi Tết xong rồi cái mình xuống bờ mình trồng cô chú anh chị. Càng ngày nó càng nở cái rốc đẹp chú chị. Ôi nó khủng lắm cô chú ơi. Nè, nút nụ lên chú. Đó, lên nút nụ ở bên trong nách nè. Da vàng óng ánh luôn. Cây này đẹp nha cô chú ha, nó mập lắm nha và cây rất là khỏe cho mình luôn á cô chú. Càng cái bộ đế nó cũng gì lận. Ta thử cái hoành gì chị không? Hỏi nụ nè. Nụ nó xen trong cái kẽ lá nè cô chú ha. Đó. Trời ơi 47 hơn 47 tính 47 của chú anh chị ơi. Đó cái mập tên thứ nha. Hả? Đó cái mập thứ. Mập đâu? Nè cái mập tên đây nè thứ. Bự quá trời bự thứ như. Trên này được 47.5 luôn. Ủa 46.5. Ủa vậy nó nhỏ hơn đây hả ta? Đúng rồi, này góc bự. À cái này nó góc. Ừ đúng rồi đó, sát dưới nha. Sát dưới này là được ta. Trời ơi 68 luôn chú anh chị. Cái này đang nằm trong chậu à. Chậu 7. Chậu 8. 7.5. Này cô chú nghe em quay cái siêu bông bình lợi em bán bao giống luôn chú anh chị. Dạ cho chú coi ha. Rồi tầng ngang nha. Bán ngang là được 1m2. Nụ này cô chú. Có nụ nha, cái này cô chú mình về cho Tết được nha. Nụ bao la. Dạ. Chiều cao là được 1m2 luôn. Tới 1m1 thôi. Để cái đầu xuống. Cao 1m1 hả? Tầng ngang 1m2. Hoành là 4 mấy. Rồi cái này em vô lưu với giá là 12.800.000 của chú anh chị ơi. 12.800.000 luôn. Rồi cô chú mình tham khảo cái cây này nha. Cái này mua về cô chú ơi. Cái này cho tới xong rồi mình trồng ha. Mình sưu tầm luôn cái hàng bự của chú. Hàng bự mà ghép gốc to ha. Ôi, hàng bự mà ghép gốc to nó chuyện quỳ vốn như trời. Nói chung là cái hàng bình lợi ghép gốc to là ít có cô chú ơi ha. Ghép gốc vừa không mà. 12.800.000 luôn mà đẹp. 12.800.000 cái mã này của chú tham khảo nha. Tiếp theo của chú anh chị. Chính tê luôn của chú anh chị ơi. Một cây giả Phú Đức, cái hàng này được 6 mùa nha chú anh chị. Củ tròn ẩm luôn. Nút nụ quá trời của chú. Củ tròn ẩm luôn. Rồi cái củ ha. Rồi đo không số nha chị nha. Hoành đo sát chí này được 17 đúc. Hoành củ của nó là được 26 đúc. Rồi. Chiều cao là được 97. Tán ngang là được 84. Rồi. Có lộn lộn gì không ta? Không. Tán ngang là 82, 84 đúng rồi đó. Cao là đúng luôn rồi đó. Tán ngang 92. Tán ngang 92. Chiều cao bên đây đâu được 1 mét kìa trời. Rồi, tán ngang là 1 mét, chiều cao là 1 mét, tán ngang 92 của chú anh chị ơi. Trời, cái này hôm nay em xả lỗ luôn. 1.600.000 bao ship luôn. Rồi, cô chú anh chị mình tham khảo cái mã này giùm em nha. 1.600.000 bao ship nha. Tiếp theo 10T của chú anh chị ơi. Một cây giả Phú Tân ha. Hàng Phú Tân, hàng đẹp nha chú chị nè. Đế bàn luôn. Đế nơm luôn. Đế cưng ha. Phú Tân thường là mình xuống lá là mới lên nút nụ dữ thôi chú chị. Nhưng mà cái dòng Phú Tân của này hàng 6 mùa ha. Chưa xuống lá mà nút nụ quá trời cái dạng nụ luôn. Rồi. Cô chú anh chị nào mà ở vùng lạnh mình hốt cây này về được chú chị. Hoành thân là được 10 đúng. Cũ là được 20. Chiều cao là 72. Tán ngang 72 luôn. Rồi cây mã số 10T này cho luôn là 700.000 bao ship luôn chú anh chị. 700 cho cái mã số Phú Tân này. Cô chú anh chị mình tham khảo giúp em nha. Mã số tiếp theo là mã số T11 bên vườn của chị Ngân nha cô chú anh chị. Một cái cây mai tàn thông á cô chú. Nụ nè. Cây này giấu riêng nha cô chú anh chị. Hoa là từ 6 cánh trở lên luôn chú anh chị ơi.
nó có cái mặt bông ở trên đó cô chú, nhưng mà nó cao quá không có lên được này nút nha. nụ cũng khá nhiều hiểu chứ anh chị. Bông bự Đó, tới xuống lá cái dùng trời rực rỡ luôn, nó đó, vàng, đây nó vàng thật luôn chú anh chị ơi. dạ nút nụ ok nha cô Cái chú. này là phôi phôi bình thường không có đế luôn chú anh chị. Phôi mập nhưng mà không có đế, bình thường đây được 24 đúng, khó khăn hơi lùn thôi chú anh chị, khó khăn là được có 12 à, tán ngang 2 mét, chiều cao 2,5 chú chị ơi. Quá trời bự luôn ha. Cây này bự lắm, tàn tết xuống lá cái rực rỡ luôn. Rồi cây mã số 11T này em vô lưu ý giá là 3.900.000, em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Nói cô chú anh chị mình tham khảo dùm cái mã này nha. Cái Nó này đây hiện tại đang nằm trong chậu 7 nha chú anh chị, cây 7 bự lật lắm. lòng và chậu 8 em. Rồi, 7 lật lòng và chậu 8 luôn, cây bự dữ lắm nha cô chú anh chị. Nút nụ nha. Có nút nụ ok cho mình nha. Nè. Tới xuống tới đây luôn nha. Rồi, mình tham khảo dùm em cái mã này nha cô chú. Quen dòng luôn. T 11 nha. Đó sen dòng luôn mà không? Quá Quá đẹp trời luôn. luôn. Bự quá cô chú ơi. Mã số tiếp theo cô chú anh chị, 12T luôn 12T chú là anh mã chị số ơi, cuối clip luôn ha. 12T luôn. Mã số Đây clip cô của chú em anh nè. chị. Cây một cái mai form dáng tàn thông cô chú anh chị. Đây ha, mai tàn ha. Đây, cái này thì em thấy nút nụ nó lên rất là nhiều nha cô chú. Đây nè, nút nụ ha. Đây cô chú. Hàng này dảo dỗ Dạo riêng thiên theo chú anh thì chị, hàng cần dạo. chậu dỗ riêng nè, bao bông từ 6 cánh tới lên nha chú anh chị. Cái này chơi chân cành lực theo chú anh chị. Đây là của chú ha, thoát thân thấp nha. Chủ đế. 24 đúng luôn. Rồi. Khó khăn lùng ỉn luôn, lùng mừng em nữa. 14. Thoát thân Cái 14 này hả? cao là được 2,5 m, tán ngang là được 1,8 nha chú anh chị. Rồi cái này em vô lưu với giá là 3.100.000 ha. Em bao giao ship giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Mã số này là mã số cuối clip luôn hả cô chú? Rồi. Rồi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã dành thời gian đi theo dõi xem hết clip nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý hàng về mình tự tay mình chăm, mình chơi Tết 2024 thật là niềm vui ý nghĩa hạnh phúc với gia đình không chú chị. Rồi xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, dạ em kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video tiếp theo ạ.